Tử vi tuổi Mùi 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Mùi 6 tháng cuối năm 2021 sẽ giải đáp được những thắc mắc về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Có cơ hội nào tốt để phát triển trong năm 2021? Ngoài ra, phần tử vi cho tuổi Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu được luận giải bởi thầy Sa Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Qua phần luận tử vi cho tuổi Mùi trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021, quý gia chủ sẽ nắm bắt được những tốt xấu trong năm Tân Sửu về các phương diện, công danh, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Sa Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Sau đây là phần tổng quan tử vi của tuổi Mùi trong 6 tháng cuối năm. Năm 2021 đối mặt với xung thái tuế, vận khí của mệnh chủ tuổi Mùi biến động mạnh, hung vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà dễ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện của cuộc sống, của bản mệnh đều bị chi phối ít nhiều, đặc biệt là thời điểm nửa cuối năm. Cho nên để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt, thầy Phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Công việc khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều, trong khi tiểu nhân lại vượng. Người tuổi Mùi có một khoảng thời gian cuối năm vất vả, nhiều lo toan, tự làm, tự ăn, không trông chờ vào may rủi. May mắn tỷ kiến xuất hiện mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và tài lực của bản thân. Cộng thêm tuế phá khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu bản mệnh biết vận dụng tốt thì vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng tuổi Mùi nên nhớ rằng cái giá phải trả cũng rất đắt, cần chấp nhận đánh đổi. Hơn nữa trong thời gian này còn có thực thần thúc vượng tài khí, thúc đẩy các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp may mắn. Mệnh chủ cũng có số hưởng được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon, vật lạ. Có điều, bản mệnh cần chú ý đề phòng đại hao chủ, hao tám tiền của hoành hành. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Gia đạo thời điểm này cũng có nhiều bất ổn, tình cảm vợ chồng giảm sút, cần thời gian để sẻ chia và bồi đắp nhiều hơn. Bên cạnh đó, vận đào hoa của người độc thân khá kém sắc, sẽ bị vết thương lòng do chia ly, cách biệt. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, quan vận. Tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu cho thấy rằng đối đầu trực diện với thái tuế khiến tâm tính của tuổi Mùi kích động mạnh hay nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Thiên hư hung tinh còn khiến bản mệnh nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, như thể muốn phá vỡ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc,
muốn ẩn mình trong các tôn giáo, tâm linh. Hơn nữa, bản mệnh khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Ở nhà thì xung đột với cha mẹ, phối ngẫu, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã lắm áp lực, lại thêm nhiều chông gai. May mắn bản mệnh được tỷ kiên mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực của bản thân. Cộng thêm tuế phá còn khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu biết vận dụng tốt thì vẫn có cơ hội thăng chức. Nhưng bản mệnh nên nhớ rằng, cái giá phải trả cũng rất đắt, cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. Chính vì vậy, để có thể tăng may mắn và kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu cát lành, chiêu tài lộc, may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, phát triển, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Lộ trình cầu tài trong 6 tháng cuối năm của tuổi Mùi gặp không ít trở ngại và mất mát ngoài ý muốn. Xung thái tuế mang theo hung hiểm và xui xẻo, kiếm tiền khó khăn hơn trước. Tiền vào cửa trước, ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chi tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng. Không những vậy, còn có đại hao hung tinh trục hao tán tiền của hoành hành. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Người làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động của đại hao. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh sẽ bị phá tài, hao tốn tiền bạc do ít vận may về thứ tài. Đa phần đều phải tự làm, tự ăn, không trông chờ may rủi. Nói như vậy không có nghĩa là tài vận thời gian này của tuổi Mùi quá ảm đạm, bởi vẫn có những thời điểm bản mệnh sẽ được thực thần chiếu cố, tạo cơ hội kiếm tiền rất mạnh. Nhưng chỉ những ai chủ động nắm bắt, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Trái lại, người lười nhác, thiếu kế hoạch cũng như mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí chỉ để thỏa mãn, hưởng thụ bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa, nhìn tiền đổ về túi người khác. Vậy nên, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời điểm này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ bản mệnh trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hành thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, tình cảm, gia đạo. Chịu tác động mạnh của thái tuế 2021, tình cảm của người tuổi Mùi xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng, rất cần thời gian để sẻ chia và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm. Có như vậy, gia đạo mới sớm được yên ổn. Việc sinh con trong thời gian này cũng cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm rồi dẫn tới cãi vã. Người độc thân trong thời điểm này, đào hoa cũng kém sắc, lại có thiên hư kích phát những suy nghĩ kỳ quái. Dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận được tình cảm hoặc đưa ra những yêu cầu quá cao. Vậy nên, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên những người tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy rằng phương diện sức khỏe có hung cát đan xen. Đa phần chịu tác động của xung thái tuế nên tinh thần của bản mệnh luôn bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, kích phát bệnh về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên hay khí huyết kém, lưu thông mệt mỏi, lại có thiên hư ảnh hưởng, nếu mạng sẽ mắc các bệnh về tiêu hóa. Nam mạng thì suy nghĩ kỳ quái, hành sự thiếu kiểm soát, sẽ bị hỏa khí lấn át, tổn thương tỳ vị, tim phổi. Ngoài ra, thái tuế gây họa khiến tai ương ập đến bất ngờ. Bản mệnh cần thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, đề phòng tai nạn bất ngờ.
nhẹ cũng thương tật tứ chi, nặng thì nguy hại tính mạng. Đặc biệt, bản mệnh nên sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Mùi trong suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Mùi trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong nửa cuối năm 2021, vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi không được lý tưởng do phạm vào cục diện tương xung. Ảnh hưởng lớn nhất nằm ở đường công danh, sự nghiệp. Công việc gặp nhiều khúc mắc sẽ bị cả điều kiện chủ quan và khách quan tác động, gây cản trở, họa thị phi rình rập, khiến tình hình tài chính sụt giảm. Ngoài ra, hàng loạt áp lực ập đến khiến tình trạng sức khỏe của các bác tuổi Đinh Mùi không được như ý. Có thể ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân, có thể có dấu hiệu suy nhược. Thứ hai, Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Cô chú tuổi Kỷ Mùi trong nửa cuối năm 2021 đối mặt với xung thái tuế nên vận trình không được suôn sẻ, thuận lợi. Dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đụng phải những chuyện không như ý muốn, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chệch hướng so với những mong muốn ban đầu. Trong thời gian này, cô chú tuổi Kỷ Mùi mưu sự khó thành sẽ lâm vào tình trạng bế tắc. Thực ra nguyên nhân chính cũng bởi vì tự tin thái quá và có phần độc đoán của cô chú. Chỉ vì tin những gì mà cô chú nghĩ nên kế hoạch cứ mãi quẩn quanh, không có sự đột phá. Đồng thời, sức khỏe của cô chú trong năm cũng có dấu hiệu sụt giảm khá rõ. Thứ ba, tử vi Tân Mùi, sinh năm 1991. Sửu Mùi tương xung báo hiệu cho những anh chị tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đây là tin không vui, nhưng anh chị chớ nên vì thế mà nản lòng. Vận mệnh nằm trong tay, anh chị vẫn có thể xoay đổi vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong thời gian này, anh chị chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn, tiếng nói, hành động có chừng mực. Dùng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại. Bên cạnh đó, tài lộc trong nửa cuối năm cũng có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Điều đó còn dẫn đến sức khỏe không tốt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Mùi trong vận trình 6 tháng cuối năm. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, vận thế của người tuổi Mùi không được thuận lợi như ý muốn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Dù bản mệnh luôn cố gắng hết sức mình, nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác oai, tác quái, kìm hãm bước phát triển của bản mệnh. Cho nên bản mệnh cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự đối tốt với mình, ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại. May mắn trên phương diện tài lộc trong tháng có những bước phát triển ổn định. Bản mệnh nên phát triển theo hướng chậm mà chắc, chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch. Dù sự nghiệp đã dần ổn định hơn trước, nhưng khó khăn vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn, nên bản mệnh có thể thả lỏng, không còn quá căng thẳng. Tuy nhiên, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm. Có lẽ đây là lúc bản mệnh cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đặc biệt, trong thời điểm này, bản mệnh cũng không nên vội vàng đầu tư, sẽ bị kẻ xấu lừa gạt, dẫn đến phá tài. Tháng 9 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này. Bản mệnh hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân nên sẽ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết. Trên phương diện tiền bạc, bản mệnh có thể sẽ phải chi tiêu nhiều cho việc vô trường bản thân. Trên thực tế, bản mệnh không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Hãy tự tin là chính mình, người khác sẽ bị hấp dẫn
bởi chính con người của bạn. Tháng 10 âm lịch. Đầu tháng 10, vận trình của những người tuổi Mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước. Bản mệnh có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng. Đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn, tạo động lực để bản mệnh có thể tiếp tục cố gắng trong tương lai. Tháng 11 âm lịch. Dù bước vào năm, thời điểm cuối năm 2021, nhưng vận trình của những người tuổi Mùi vẫn không được thuận lợi. Cục diện tương hại khiến bản mệnh dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sự sáng suốt để nhận ra. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách. Bản mệnh cần chú ý đến chuyện tình cảm. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình. May mắn là phương diện tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Nếu chi tiêu hợp lý thì bản mệnh vẫn còn tiền để tiết kiệm, phòng biến cố xảy ra. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Dưới sự tác động của cục diện tương xung, tháng 12 âm lịch, người tuổi Mùi vẫn không được yên ổn. Dù đã cố gắng làm việc, nhưng bản mệnh vẫn luôn phải chịu sự đối nghịch của đồng nghiệp. May mắn, tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, bản mệnh có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm. Song thời điểm này cũng cần phải mua sắm rất nhiều thứ, nên có thể khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Mùi. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy luận giải. Để đề cập, cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.